Rất vui khi được đồng hành cùng quý khán giả trong bản tin Chuyển động Đông Tây được phát hàng ngày vào lúc 11 giờ 30 phút. Chương trình lên sóng trực tiếp, vì thế thông tin nóng, mới, hấp dẫn được chúng tôi liên tục cập nhật. Hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 1 năm 2019, mời quý khán giả cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sau. Sáng nay, thông tin từ Cảnh sát Cứu Hỏa Hà Nội cho biết ngọn lửa bốc lên từ nhà hàng lẩu và cà phê ở Hà Nội. Ba xe cứu hỏa được điều đến hiện trường mới dập tắt được đám cháy. Sự việc xảy ra vào lúc 8 giờ sáng nay. May mắn xảy ra ban ngày nên nhiều người tức tốc chạy thoát thân. Theo đó, nhà hàng số 8 phố Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lúc đó quán chưa có khách, 7 nhân viên đang dọn dẹp, đầu bếp chuẩn bị cho bữa trưa như thường lệ thì nghe tiếng nổ trong bếp. Mọi người vội chạy ra ngoài. Một lúc sau, lửa đã lan ra toàn bộ cửa hàng. Bước đầu không ghi nhận thiệt hại về người. 9 bình ga ở quán này được chuyển ra ngoài để không cháy lan ra các hộ bên cạnh. Được biết, cửa hàng bị cháy thường ngày bán lẩu và cà phê, gồm có 4 kiosk kéo dài 20 mét dọc phố. Dù quả quạng đã thiêu rụi nhiều bộ bàn ghế và đồ phục vụ cho thực khách ở bên trong. Gần Tết, đây là thời điểm làm ăn của nhiều hàng quán. Vì thế, bà con cần cẩn trọng trong mỗi trường hợp tránh bà quả biến thâm, không chỉ thiệt hại tài sản mà còn đe dọa đến tính mạng con người. Thưa quý khán giả, sau một cú tông mạnh, thi thể của một cô gái đã bị đoàn tàu kéo lê hàng chục mét. Sự việc đã khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ. Một cảnh tượng quá đỗi xót xa mà Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang hoàn tất các thủ tục, công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cô gái 27 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Nam. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, đoàn tàu sắt SE6 chạy hướng Bắc Nam đang lưu thông qua khu vực phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thì tông phải chị N. Theo một số người dân cho biết, chị N sống gần khu vực xảy ra tai nạn không xa. Khoảng 4 ngày nay, cô gái này bất ngờ xuất hiện ở khu vực này, chỉ tới đây ngồi uống nước, xong lại đi về. Tới hôm nay thì xảy ra vụ việc. Nhận tin báo, người nhà nạn nhân tức tốc có mặt tại hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp tài sản của công ty và làm rõ mọi chuyện. Phía sau đó là nguyên do khiến cho nhiều người ngã ngửa. Cụ thể, các đối tượng gồm Trần Quý Trường, 20 tuổi và Phạm Tấn Thành, 23 tuổi, cùng trú tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Qua quá trình truy xét, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Công an thị xã Phú Mỹ đã điều tra làm rõ được vụ trộm cắp trên là do Trường và Thành thực hiện. Tại cơ quan công an, hai đối tượng này thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Trước đó, ngày 13 tháng 11, hai đối tượng này cũng đã đột nhập vào kho của công ty này lấy trộm một máy cắt trị giá 7 triệu đồng. Ngày 2 tháng 1 năm 2019, Trường cũng đã trộm cắp hai chip điện tử trong một tiệm game tại phường Mỹ Xuân trị giá khoảng 7 triệu 700 ngàn đồng. Toàn bộ tài sản trộm cắp được, hai đối tượng này mang bán lấy tiền để chơi game và sử dụng ma túy. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, một nữ sinh lớp 9, học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, được xác định gãy cả hai chân khi ra ngoài giặt khăn lau bảng. Sự việc hy hữu có phần nguy hiểm đó là do một mảng tường hành lang rơi xuống đất ngay cạnh em. Chỉ một chút xíu nữa thôi thì không biết là tính mạng của em sẽ như thế nào. Việc tai nạn trong trường học trong thời gian gần đây cứ xảy ra mà nhiều người không lường trước được. Và hiện nhà trường đã dừng các hoạt động giảng dạy tại khu nhà xảy ra sự cố. Khoảng 400 em học sinh của 12 lớp sẽ được đưa sang học tại trường cao đẳng nghề ở gần đó để đảm bảo an toàn cho học sinh. Thưa quý khán giả, mới đây, nhiều người dùng mạng xã hội đã rất ngạc nhiên khi xem đoạn clip với hình ảnh hàng loạt xe máy tự nhiên ngã văng khi chạy qua một khúc cua dốc. Theo chia sẻ của người đăng clip, thì đoạn dốc này ngay ở trước cổng trường trung học phổ thông Hồng Quang, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Chưa đầy 5 phút từ một camera ở khúc cua tử thần này thì có đến 10 trường hợp người điều khiển xe máy bị ngã, gặp tai nạn, cho dù đi chậm hay là đi nhanh, trời mưa hay là không mưa. Mời quý khán giả cùng xem và cho ý kiến về hiện tượng này. Đây là khúc cua ma quái ở Yên Bái, nổi tiếng với hàng loạt vụ ngã xe kỳ lạ không giải thích được. Các nhà chuyên môn đưa ra giả thuyết, nguyên nhân đầu tiên có thể xác định bằng trực quan là do mặt đường trơn và có thể có đá rơi rải trên mặt đường. Nhưng cảm quan có thể thấy góc cua tương đối gấp
bán kính đường cong nhỏ và góc siêu cao phía bụng dưới đường cong chưa đủ lớn. Đoạn chuyển tiếp siêu cao ngắn, phía lưng đường cong có thể là phản siêu cao, nên khi mặt đường ớt mà xe máy đi nhanh hay chậm đều có thể trượt ngang. Còn theo kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng, đoạn đường này là đường cong xuống dốc, hướng đi Lào Cai, Yên Bái. Về cơ bản thì hệ thống biển báo và tình trạng mặt đường đảm bảo tầm nhìn thông thoáng. Từ nhiều năm nay, tại ngã ba nhà máy sợi Nha Trang trên quốc lộ 1A đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông chết người. Do ngã ba này nằm ngay chân dốc đèo Rù Rì, khiến các phương tiện thường chạy cắt mặt nhau, luôn gây thót tim người đi đường. Do ngã ba nằm ngay chân dốc đèo Rù Rì nên không lắp đặt được hệ thống đèn xanh đèn đỏ, khiến các phương tiện luôn phải chạy cắt mặt nhau ngay tại ngã ba. Nguy hiểm nhất là người đi xe máy. Hiện các hộ dân sinh sống tại khu vực ngã ba này là những người thường chứng kiến những tình huống thót tim, nên mong ngành chức năng tỉnh nên xây dựng một bùng binh để điều tiết giao thông tại ngã ba nhằm hạn chế tai nạn xảy ra tại đây. Theo báo cáo về Người giàu thế giới năm 2019, Việt Nam nằm trong top 10 nền kinh tế sẽ có tốc độ tăng trưởng người giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2018-2023 với 10,1% mỗi năm. Wealth đã nghiên cứu hơn 540.000 người giàu trên thế giới để dự báo triển vọng tăng trưởng tài sản toàn cầu trong 5 năm tới. Các tiêu chí nghiên cứu là mức tài sản hiện tại, ước tính về tăng trưởng dân số và cơ hội đầu tư trong tương lai. Trong báo cáo lần này, cơ quan này đánh giá năm 2018, số người giàu thế giới chỉ tăng 1,9% so với năm trước đó, lên 22.400.000 người. Tốc độ này khá khiêm tốn so với tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu. Dẫn đầu về số người giàu là Mỹ với hơn 8.600.000 người. Thưa quý vị và các bạn, đã từng xảy ra quá nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến tài xế xe ô tô say xỉn rượu bia rồi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường gây quả. Thế nhưng tình trạng vi phạm pháp luật này vẫn chưa chấm dứt. Ngay tại trung tâm thành phố Quảng Ngãi, câu chuyện vi phạm nồng độ cồn của người điều khiển ô tô vẫn xảy ra hàng ngày và đang có dấu hiệu gia tăng trong thời điểm cuối năm giáp Tết. Dân và điều này đã gây bất an, hoang mang đối với người tham gia giao thông. Bị dừng xe, người đàn ông điều khiển xe ô tô này đã không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng làm nhiệm vụ. Chiếc xe người này điều khiển đã quá hạn kiểm định. Chúng ta phương tiện anh là không có hạn kiểm định này, hết hạn kiểm định này, chúng tôi sẽ tạm giữ phương tiện anh này. Nếu không chấp hành chúng tôi cẩu xe về cơ quan này. Và khi lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, thì lại bỏ đi, cố tình kéo dài thời gian và bất hợp tác. Còn đây cũng là một tài xế ô tô khác vi phạm nồng độ cồn. Tài xế Nguyễn Tường điều khiển xe cũng bị lực lượng làm nhiệm vụ kiên quyết lập biên bản xử lý vi phạm. Chứng kiến tình trạng lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn như thế này, không ít người tỏ ra lo sợ. Thời điểm cuối năm giáp Tết, sau những cuộc tiệc tùng, thì chuyện tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn càng phổ biến. Trước hiểm họa này, quá trình kiểm tra cần kiên quyết hơn, xử lý các trường hợp tài xế cố tình bất hợp tác. Tai nạn thương tâm xảy ra từ những người điều khiển ô tô say xỉn rượu bia vẫn đang là nỗi ám ảnh của toàn xã hội. Vậy nhưng, nhiều người ngồi phía sau tay lái vẫn còn thờ ơ, bất chấp luật pháp, xem thường tính mạng của chính mình và những người xung quanh. Dân đúng là như vậy. Và vào những ngày giáp Tết thì người dân chỉ mong muốn khi ra đường không phải gặp tai họa từ những tài xế ô tô say xỉn. Thưa quý vị, mỗi một nhạc cụ, làn điệu dân ca là niềm tự hào và sự kiêu hãnh của anh Đinh Văn Say ở xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Anh là một trong số ít những người trẻ say mê sử dụng thành thạo nhạc cụ, hát các làn điệu dân ca, góp sức trẻ vào việc giới thiệu, truyền bá nét văn hóa dân độc đáo của dân tộc mình. Dân và cuối chương trình ngày hôm nay sẽ là câu chuyện về chàng thanh niên này. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Phạm Văn Say sinh ra và lớn lên ở buôn làng truyền thống của người Hờ Re ở xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Nơi đây mỗi ngày luôn rộn ràng với làn điệu dân ca truyền thống, tiếng kèn trống, tiếng chiêng của người Hơ Re cùng nhiều nét văn hóa độc đáo khác trong đời sống văn hóa tâm linh. Anh Say có cơ may được lớn lên trên không khí rộn rã đấy. Chiêng là loại nhạc cụ mà anh say mê nhất. Sau những giờ rảnh rỗi, anh lại dành thời gian cùng các già làng tìm hiểu, gửi hồn vào âm thanh đặc trưng của đại ngàn. Cảnh Say biểu diễn cồng chiêng, việc bảo tồn phát huy và quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của người vùng cao rất quan trọng. Anh Say đã sống trọn với niềm đam mê giữa đại ngàn và không ngừng truyền cảm hứng về tình yêu văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Hơ Re ở vùng cao Ba Tơ.
Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.